Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Video hôm nay em sẽ quay cho anh chị và các bạn một chiếc Vios 2018 form mới, một chiếc xe mà em vừa mới về tại cửa hàng, mới rửa ráy và dọn dẹp qua thôi. Thì chiếc xe này nó đã lên form mới, nó là cuối 2018, thuộc bản 7 bóng khí. Đối với dòng Vios này thì đầu 2018 thì nó vẫn là form cũ, đến cuối 2018 thì nó sẽ lên form mới, form của 2019, 20 và 21 hiện tại. Thì chiếc xe này thì khi đổi form nhá, thì nó sẽ chưa lên xi nhan gương và chưa lên đĩa sau. Đấy là đời cuối 2019 thì nó sẽ có đầy đủ xi nhan gương và đĩa sau. Xe này là bản E 1.5 bản đủ 7 bóng khí nhá, con xe này của em 7 bóng khí. Đây, bóng khí trên cột này. Đó, bóng khí trên vô lăng. Bóng khí dưới đầu gối. Và bóng khí bên phụ. Cũng như là bóng khí ở 4 cột. Đấy, cột giữa và cột sau. Con xe này thì nó rất là mới, nó 2018 mà. Đây, tất cả những cái khóa cửa này. Đấy, và những phần tem này, con zin hết nhá, zin hết. Đây, bạc bẹ lên xuống này, tam ly đây. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin. Đó, lốp dép vẫn còn một vài quả lốp theo xe nhá. Ghế sau đây. Ghế sau đây. Đó. Toàn bộ tam ly cửa sau này. Đó. Cột kèo đây, bóng khí cột sau này. À, bóng khí cột sau. Bóng khí ở ghế. Đây lốp dép đây. Lốp này 2018 nhá, lốp theo xe này. Đó. Toàn bộ đèn hậu. Bản E 1.5 số sàn. Tư nhân chính chủ, hồ sơ cầm tay. Đấy, hồ sơ cầm tay nhá. Đây, toàn bộ tắp ly này, toàn bộ nội thất. Cột kèo đây. Tất cả những con ốc này zin này. Khóa cửa này, zin nhá. Zin sản xuất 2018. Phần tem này. Và toàn bộ đây, thông trông trơn trượt này. Nó thay đổi form một chút, lên 7 bóng khí, chế độ an toàn nhiều hơn. Và đây là toàn bộ phần máy. Máy thì máy trắng, máy zin rồi. Đây, máy zin nhá, máy zin 100%, tất cả những con ốc này máy zin hết. Ở phần nỉ cabo này zin. Nỉ cabo zin. Nếu anh chị và các bạn đang thích một chiếc Vios form mới 7 bóng khí và số sàn với tầm giá loanh quanh khoảng 400 triệu, thì anh chị và các bạn có thể tham khảo chiếc xe này của em. Toàn bộ răng và tai đèn zin hết nhá, zin hết luôn. Đây, tai trâu này, phần hông này cũng giảm sóc, là ninh bấm và ốc lắp cabo zin hết luôn. Này thì zin hết toàn bộ pha đèn này. Đó, em sẽ chạy một đoạn để trải nghiệm gầm bệ cho anh chị và các bạn. Đây, phần gương kính chỉnh điện này, phần vành vô lăng này, vành vô lăng này, màn hình Android rồi. Con xe này thì màn hình Android rồi, toàn bộ phần núm điều hòa, cửa số. Con xe này thì rất là mới với tầm giá 400 triệu. Một mẫu xe nồi đồng cố đá tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và lành máy trong quá trình sử dụng. Đây, em chạy một đoạn test gầm bệ cho anh chị và các bạn. Còi zin nhá, còi zin. Toàn bộ vành vô lăng này. Đoạn đường này hơi đông nên là em chạy chậm một chút. Đến khi ra ngoài đường này thì em sẽ chạy nhanh để kiểm tra gầm bệ. Con này thì trước khi mua vào thì em cũng đã test và kiểm tra rất là kỹ rồi. Đây, chỉ là em quay video cho anh chị và các bác thấy là chiếc xe này nó về gầm bệ nó tốt như thế nào. Với tầm khuôn tiền và tầm giá 400 triệu, hiện tại xe mới thì đang loanh quanh khoảng hơn 500. Nó sẽ khoảng 54 để lăn bánh biệt tỉnh. Thì anh chị và các bạn mua chiếc xe này nó sẽ rẻ hơn được đâu đó khoảng 150. Đó, 150 2018, và đặc biệt là Vios thì nó giữ giá rất là tốt. Đó, một mẫu xe quốc dân, nồi đồng cối đá, tiết kiệm nhiên liệu, lành máy trong quá trình sử dụng và chạy rất là ít xăng. Đây, còi zin nhá, còi zin. Đây, gầm bệ này chạy rất là tốt.
Đây, vô lăng này, màn hình này. Màn hình này là màn hình OLED lắp SIM được. Đó, định vị GPS xem YouTube thoải mái. Đây, sẽ lên cao tốc. Chạy một đoạn. Đây, sẽ chạy một đoạn tốc độ cao. Đó, đang buông vô lăng nhá, đang buông vô lăng này. Đây. Rồi. Đó. Đây vẫn đang buông mạnh vô lăng này. Đây 100 rồi nhá, 100 rồi. Đó, con này gầm bạ chạy cực tốt. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về một chiếc Vios loanh quanh khoảng 400 triệu 2018 form mới thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình. Hoặc đến salon Mạnh Dũng Auto, đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.